Bon Bon TV. Bóng của tớ to hơn này. Ôi trời ạ. Vui thật đấy cậu. Ấy chà, nhỏ đen, tớ xin nha, trả lại cho tớ. Trả lại đây. Đáng sợ quá. Ú là trời, cậu ấy là ai vậy? Xinh thật đấy. Hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới, bạn Wesley. Xin chào. Em ngồi cạnh nhện đen nha. Xinh quá. Cậu ngồi đi. Mình cảm ơn nha. À, tới cho cậu nè. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Các cậu ăn chung với mình nhé. Ừ. Bọn tớ không ăn đâu. Có thế chứ. Cậu xem tớ làm con rắn có giống không này. Cầm lấy. Hai cậu nhớ làm bài tập đầy đủ cho tôi. Nếu không thì đừng có trách đấy. Các cậu làm gì vậy? À, tớ cho các cậu ấy mượn vở về học đó mà. Đúng không? Các cậu về đi. Bye bye. Chắc là cậu học giỏi lắm nha. Cũng bình thường thôi. Ngày hôm sau. Điểm gì đây? Biết ngay mà. Cậu được mấy điểm vậy nhìn đen? Tớ lúc nào cũng được điểm tuyệt đối hết. Wow. Tại một bãi đất trống, nhện đen đang lén lút làm gì đó. Từ xa, Wesley đang đi về, đã vô tình thấy được. Ổn rồi. Đi về thôi. Không biết cậu ấy giống cái gì thế nhỉ? Xem nào. Hả? Bài kiểm tra của nhện đen. Đây là bài kiểm tra cậu nói đấy à? Rồi xong. Tớ. Nhện đen đúng là đồ nói dối. Các cậu biết tay tôi. Da. À. Ui da. Đáng đời. Dám chế nhạo tôi à? Hả? Cậu thật quá đáng. Wesley, nào, đứng lên đi. Hai cậu có sao không? Nhện đen, cậu quá đáng lắm rồi đấy. Cậu thật đáng ghét, tớ không chơi với cậu nữa. Không phải như cậu nghĩ đâu, hãy nghe tớ giải thích đã. Wesley, nhìn các bạn rời đi, nhện đen buồn bã đứng chết lặng tại chỗ. Phải làm thế nào để Wesley hết giận bây giờ? À, mình có cách rồi. Ngay lập tức, nhện đen chạy đến trước mặt nhện đỏ và nhện xanh. Ôi không, nhện đen. Hello. Cậu định làm gì? Đừng có manh động đấy. Tớ xin lỗi các cậu vì đã xấu tính nha. Hả? Chúng mình làm bạn nha. Đồng ý. Đi về thôi. Xin chào. Sao cô em lại đi một mình thế này? Các người làm gì vậy? Đi chơi với bọn anh nào. Dám đánh ta. Dừng lại. Mau thả cậu ấy ra. Bọc đâu ra cái tên này vậy? Nhện đen. Làm sao đây? Ai ui. Người nhớ đấy. Chúng ta đi. Nhện đen, cậu có sao không? Tớ cảm ơn cậu nha. Cậu cho tớ xin lỗi chuyện lần trước nha. Chúng mình về thôi. Trong mọi mối quan hệ, chỉ có chân thành mới đổi được chân thành. Vì vậy, hãy sống thành thật với người khác và với chính bản thân mình. Bởi sự chân thành bao giờ cũng là điều được mọi người yêu quý nhất. Linh Trang, Amanda sôi động. Bon Bon, mọt sách.
Hoàng Soái Ca. Chất kỳ năng động Harley Quinn và các diễn viên khác. Tên kia, đứng lại. Thưa liêu, đó các em bắt được anh. À, đã vậy thì. Ui da. Ai dồ, đau quá. Cuối cùng, bọn anh cũng bắt được em. Hắn ngất rồi. Thối, thối quá. Nhanh cái chân lên. Mười một, mười hai, mười ba. Ôi dồi ôi, đã hết cả xương cốt tôi rồi. Xem đây. Các người có thể giam cầm ta, nhưng không thể giam cầm được sức mạnh này. Ui da, đau ta quá. Người băng bỏ xong toàn người ta. Ai ui, không thể để bị chôn vùi ở nơi này được. À, có cách rồi. Ôi trời ơi, bụng của tôi đau quá. Có ai không, có ai không, đau bụng quá. Ờ, có chuyện gì thế? Làm gì mà la hét ôm sờm thế? Ôi tôi đau bụng quá. Sao tự nhiên đau bụng thế? Trò này xưa rồi cưng. Ui, ui da. Trò này mới nè. Đúng là bỏ quýt vậy, có móng tay. Chỉnh trốn à. Đừng có mơ. Sao lắm xạo thế này. Dám vượt ngục à? Tuổi con ngang con nha. Bên ngoài nhà tù. Hay là thôi không cứu đại ca nữa. Ở trong đấy đại ca được nhà nước bao cơm, ăn cơm ba bữa, quần áo mặc cả ngày. Cứ như thế còn gì nữa. Mày quên chúng ta là cái gì rồi sao hả? Còn ngốc này, đại ca đã chết đâu mà lập bia mộ hả? Ừ nhỉ, thôi tìm cách cứu đại ca mau. Hãy xem ta đây. Ai ôi, ai à. Ôi em gái, em có sao không vậy? Có, em đau ở đây này. Ý lộn, em đau đây này. Để chị xem giúp em nhé. Ngốc. Gì? Chết đi. Hello. Ai, ai thế nhỉ? Chừng lắm lòng thế này. Hả? Nhanh, nhanh lên. Đại ca, chúng ta đi. Chuyện gì thế này? Vậy chị mau, tường nhân trốn thoát rồi. Cái gì cơ? Đuổi theo mau. Bọn chúng kia rồi, mau bám sát. Không xong rồi, chúng đuổi kịp ta rồi. À, cái gì đấy? Chạy xe ôm không em? À, không chở ăn trộm đâu. Bọn tao là cướp chứ có phải trộm đâu. Không chở thì tránh ra. Cướp, cướp. À, toàn rồi. Chạy mau, đứng lại. Ê, con đuổi mình à. Đứng lại. Trốn đâu bây giờ? Hả? À, có cách rồi. Người đâu rồi nhỉ? Vừa mới thấy chạy vào đây cơ mà. Hả? Sao lại có cái hộp giấy này ở đây chứ? Trông có vẻ rất khả nghi. Đừng lại gần đây. Thanh niên này trốn đâu rồi ta? A few minutes later. Ờ, ấy chết, ngủ quên rồi. Hắn vẫn đang ngủ. Ôi da. Hả? Hả? À! Bọn
kia chạy đâu rồi nhỉ? Đi rồi, đi rồi. May quá, chúng ta thoát rồi. Sao thế? Eo ôi, kinh lên được. Buồn như hạnh khiếp vậy. Sao mà suốt ngày mày xì hơi? Mày chưa nghe câu người xì hơi là một nghệ sĩ à? Ai ui, giờ ta mới biết xì hơi cũng cần đến nghệ thuật đấy. Các ngươi đã bị bắt. Đại thối, eo ôi, còn kinh tởm hơn cả mùi giày của mình. Thoát rồi. Thoát gì đâu. Vậy hôm nay chúng ta bắt buộc phải đấu với nhau một trận rồi. Chiêu gì thế nhỉ? Sẵn sàng chưa? What? Chơi luôn. Cũng ra gì đấy. Xem ta đây. Giản lập là bắt trưởng nè. Điền lập trưởng nè. Trời này. Ui da. Ái chà chà. Tưởng bỏ công thế nào non và xanh lắm. Đừng có đắc ý vội. Thì làm sao? Ê. Tuy tao yếu nhưng anh em tao đông. Đại ca. Sao nào? Không được manh động. Yeah. À. Cái chứa nhầm. Bỏ tao ra. Đại ca, mau lên. Được. Au. Ui da, mông của tôi. Chết tiệt. Không thể nào. Lại mùi vậy thôi. Nè, anh không sao chứ? Good job. Về nhà ăn thôi. Trộm. Tao bảo đứng lại mà. Chạy đi bạn ơi. Lũ trộm kia, trả chuối lại cho tao. Chuối á? Là sao? Chạy thôi. Cảnh ra. Ô, cái gì đấy? Cô. Hả? Các cậu ơi, cô bọn ta ơi. Chúng mày chết với tao quả này. Em cầm cho anh. Ơ, anh ơi, nguy hiểm lắm. Cẩn thận. Đưa đây cho tao. Cảm ơn cậu. Ủa, giỡn cho mình xin ra. Yeah, chạy thôi. À, tao bắt được tụi bay rồi nha. Không ơi, tụi cháu rớt vậy. Mệt quá. Tự nhiên lại được kẹo thơm thế. Thơm thật không? Giọng ai thế? Sao chúng mày dám lấy chuối của tao? Của tao nữa? Ờ thì em... Chúng mày đúng là chán sống rồi mà. Cầm lên. Kẹo mày mới thơm nè. Đi thôi. Tại anh á. Ai bảo anh lấy chuối nó làm gì? Thôi anh xin lỗi mà. Mình về thôi. Chờ một chút. Lại cái gì nữa? Ông ta là ai thế nhỉ? Hai người không biết ta là ai à? Biết làm sao được? Đưa đây. Đưa tay đây, ta bấm quẻ cho. Ồ, huyệt tay của cậu khá đấy. Nếu được rèn giũa bài bản thì chắc chắn cậu sẽ trở thành cao thủ đệ nhất võ lâm. Ở đây ta có bí kíp võ công. Đâu rồi? À đây. Tèn tèn. Ta sẽ giúp ngươi trở thành cao thủ đệ nhất võ lâm. Anh ơi, nghe như đa cấp ấy nhờ. Không tin thì hãy xem đây. Cuồng phong thần trưởng. Ôi mẹ ơi, cái gì thế này? Các người thấy thế nào? Wow, đỉnh của chớp luôn ạ. Được gặp ta là duyên đấy. Nhanh tay chốt đơn đi. À, dạ vâng, con mua. Cho anh vay tiền đi. Gửi thầy ạ. Chỗ này không đủ. Ờ, nhưng mà con hết tiền rồi. Trời ơi, quá đẹp. À, có cái này rồi. Anh sẽ cho bọn nó lên bàn thờ nắm gạt hóa thân luôn. Một, hai, ba. Sao thế? Anh làm cái gì mà nặng thế? Ăn gì kệ tao, mày đẩy mạnh lên. Em không chịu nổi nữa. À! Lần này mày giữ cho chắc nha, để tao chặt nha. Hay da. Anh Nhận. Mày đứng lại đó cho tao. Hôm nay sẽ là bài học cuối cùng và mình sẽ thành công. Điền to quá em chặt. Hey. Ôi giời ơi, anh thành công rồi kìa.
Được rồi, đi thôi. Gì thế này? Sao? Nhìn bọn nó tự tin thế kia, chắc chắn là có mưu gì đó, té thôi. Đứng lại! Ai cho đi mà đi, hôm nay bọn tao sẽ trả thù và rửa cái nỗi nhục hôm trước. Hãy xem cú đấm thần xét của ta đây. Hey. Sợ chưa? Thế vậy? Mau lại đây nào. Có sao không? Không sao hết. Mày đùa à? Dạ. Đấm mạnh lên nào. Sao lại thế này? Không lẽ bí kíp giỡn mà? À, hóa ra là có bí kíp cơ đấy. Này, bí kíp này, mày chết đi này. Anh ơi, anh nhanh kìa. Anh em phải tin tôi. Nhìn tôi đây này. Đỉnh thật mua nhé. Đây, của anh đây. Ê, được rồi, ra đây đi. Có tiền. Cho em xin. Thì ra là ông lừa tụi này hả? Là trứng khủng long này, mẹ thưởng cho hạnh điểm cao nhé. Thế phần của con đâu hả mẹ? Con biết ngay, kiểu gì mẹ cũng có phần cho con mà. Phần của con đây. Hả? Được không, tụi nó cũng dám đòi thưởng à? Học thì không học, chỉ ăn là giỏi. Mỗi chân mất mê liêu. Muốn ăn mà không làm thì chỉ có ăn đánh thôi nhé anh trai. Lại còn dám đứng đó chọc tức mình nữa à? Mình cũng muốn trứng khủng long đó. Em gái à, chồng này có kẹo đấy, mình mở ra ăn đi. Anh còn ăn với. Không. Không đâu anh trai ơi, em muốn chơi trò ấp trứng cơ. Để khi nào nở thì em chia cho anh nha. Ấp 100 năm nổ cũng không nở đâu. Rồi đến bao giờ mới được ăn chứ? Buổi tối hôm đó, sau khi đợi cả nhà ngủ say, không có ai ở đây cả. Giờ này nó ngủ dãi dãi rồi, đúng là thời điểm thích hợp để ăn trộm. Phải cẩn thận, không thì nó tỉnh mất. Chắc chắn nó giấu kẹo ở đây rồi. Dừng lại. Chịu em. Hóa ra là nó mơ ngủ. Úi giời, con gái con nứa mà chân thối thế chứ. Ở đây cũng không có luôn. Nó giấu ở đâu được nhỉ? Ủa, gì kỳ vậy? Không biết nó để đâu nữa. Hả? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Giờ thì chuồn thôi. Khoan đã. Trứng của ta. Ba. Đúng là đồ nhát gan. Mình phải ôm thật chặt đi ngủ mới được. Sáng hôm sau. Cuối cùng nó cũng ra khỏi phòng rồi. Trứng ơi, anh đến đây. Đau quá. Cái gì thế này? Cho anh chừa cái thói dám ăn trộm trứng khủng long của em á. Mày đột lắm. Liêu liêu. Chính là dặm đi mắt mẹ. Đừng. Khoan đã nào em gái. Mày là nhất, mày là số 1. Đừng mách mẹ nhé. Bảo vệ cũng làm. Cái gì cũng làm mà. Đây, em cho anh hết chỗ kẹo này thật sao? Thật không vậy? Em gái anh thật là tốt bụng. Anh xin nha. Đứng lại. Anh mau đi ấp trứng cho em đi. Cái gì? Mày đã thấy con gà trống ấp trứng bao giờ chưa? Nhỉ. Anh nói cũng đúng. Như này thì ấp thoải mái rồi chứ anh. Stop. Không nói nữa. Anh nhớ ấp cho cẩn thận đấy nha. Em phải đi chơi đấy.
Chị nhớ lấy mối thù này đấy. Mà khoan đã, sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Mở ra đã nào. Wow, trời, lắm kẹo quá đi. Ôi đúng là thiên đường đây mà. Jimmy, Jimmy, ngon quá đi mất. Ôi trời ơi, no quá. Bây giờ chị phải gom hết đống vỏ kẹo này lại nữa, rồi bỏ lại vào trong hộp. Này, như thế này này, thì cần lâu cái thằng mới phát hiện ra được. Không nhờ nên nằm ở đây chứ, tốt lắm. Ai vậy? Khoan đã, em làm cái gì đấy? Em bóc trứng khủng long chứ làm gì? Yên tâm, em sẽ chiên anh một nửa. Rồi xong rồi, nhưng mà nó đã nở đâu chứ. Ai được cũng phải thèm thôi. Anh cứ yên tâm đi. Hả? Cái gì đây? Sao lại toàn vỏ kẹo thế này? Kẹo, kẹo của mình đâu rồi? Anh xin lỗi nha Hạnh, tại anh thèm quá thôi mà. Anh Nhân, đừng nấu. Cái cụ nói nóng giận mất khôn đó. À, đứng lại đó cho em. Anh xin lỗi mà. Đỡ em bắt được anh. Anh đứng lại đó cho em. Anh đứng lại. Đỡ lấy này. Sao mà làm khó được em chứ? À, quý vị ơi, chuột. Tưởng thế nào hóa ra sợ chuột. Anh được lắm. Ôi không, chết ngay. Đây là nhà anh, em vào đi. À! Ôi chết rồi, mình lỡ tay rồi. Công nhận nhà anh cũng đặc biệt ghê. Giới thiệu với các con, cô ấy sẽ là mẹ của các con sau này. Cái gì cơ? Mẹ ghê á. 29 Hà Nội chào anh em nhé. 18 Nam Định chào anh em nha. Hả? Cái gì đây? Hả? Lỗi kỹ thuật. Đợi tới là lại sinh ngay mà. Ngày hôm sau. Để em sẽ chào bạn Danh nha. Anh yên tâm, em sẽ đối xử tốt với hai đứa. Ôi chết, em lỡ tay. Em xin lỗi nhé anh yêu. Thôi đến giờ rồi, anh phải đi đây. Anh đi cẩn thận nhé anh yêu. Anh cũng muốn chơi. Không, đó là của em mà. Hai đứa hãy cười đi khi còn có thể. Tức quá thì mất còn quét nữa. Anh làm cái gì vậy hả? Rõ ràng khi đối xử tốt mà lại bắt mình làm việc như thế này. Đúng là đồ lừa đảo mà. Đã làm xong việc chưa? À, đừng mà. May mà anh đỡ kịp, không thì đổ hết rồi. Cái mồi của tôi. Mẹ, có sao không mẹ? Báo cáo, chồng bếp không có ăn. Bên nhà cũng không thấy bóng dáng kẻ địch. Hành động thôi. Mục tiêu đây rồi. Chỉ cần chỗ này là đủ rồi. Vậy là hết rồi. Chuồn thôi. Canh sôi rồi sao? Để xem nào. Ôi, cái gì thế này? Mặc quá đi. Anh em mình thành công được kìa. Lại là hai đứa quỷ này đây chứ còn ai nữa. Hai đứa bạn cứ đợi đấy. One hour later. Mình đổ hết một lọ muối như thế thì chị cũng nước mệt nghỉ luôn thôi. Thấy anh mày giỏi không? Cho chừa cái tội với bắt nạt anh em mình. Cơm tối đây. Gì vậy trời? Thế còn thức ăn đâu ạ? Thức ăn đây. Ủa gì vậy? Không. Vậy ông đặt đứng ông thôi. Anh em mình quên tính chuyện này rồi. Ui da, đau bụng quá đi mất.
Cơ hội trả đũa đến rồi. Dán cái này thì siêu chắc luôn. Hả? Sao lại không nhấc lên được cái này? Hai đứa có mở cửa ra không thì bảo. May mà mình phá cửa kịp. Tưởng vậy là xong sao? Nhất định hôm nay phải dạy hai đứa này một bài học mới được. Đại chiến thành công. Bé mập thôi không lộ bây giờ. Nhớ theo kế hoạch đấy. Mẹ kế ngủ sai rồi kìa. Cơ hội vàng đây rồi. Sáng hôm sau. Có chuyện gì vậy? Đặt em đi này. Buồn cười quá đi mất. Anh ơi, đường này vắng người lắm. Hay là mình về đường cũ đi anh? Khóc lóc cái gì. Đường này đường tắt, về sớm hơn hẳn 2 phút. Đầy thời gian để trêu mẹ kế. Vậy anh em mình đi thôi. Ui da. Chết tiệt. Đụng phải giang hồ rồi. Đứng lại. Muốn chồn à? Có biết bố mày là ai không? Dạ, bố mày là bố em chứ ai ạ? À? À, cái thằng này. Chúng mày không biết anh em tao là ai à? Dạ, em cũng không có nhu cầu biết ạ. À. Bố mày là bắt cóc. Bắt cóc đấy, biết chưa? Bắt cóc à? Giờ sợ rồi à? Chạy mau. Anh ơi, cứu em. Đây, cứu em. Bỏ hay đứa ra. Dám động vào con của chị đây à? Mày động nhầm người rồi đấy. Chết này. Chết này. Cô. Chạy đâu cho hết năng. Ngầu dễ sợ luôn. Hai đứa có sao không? Sao lại đi cái đường vắng này hả? Dạ không sao ạ. Lần sau cứ đi đường lớn. Đông người mà đi nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Bọn con xin lỗi về những điều đã làm ạ. Ui không sao. Hôm nay mẹ mua nhiều món ngon lắm. Yeah, mẹ là số 1. Đi về thôi. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ lại thương con chồng. Anh nhện, đứng đó làm gì? Về thôi. La 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 la. Vỡ bát rồi. Phải làm sao bây giờ? Mẹ mày biết là ốm đòn luôn. Anh vẫn đang ngủ à? Có cách đi tan rồi. Xem tới đây. Đã xong. Cho quả trứng vào đây nào. Dậy đi, dậy đi. Không tỉnh à? Dậy mau. Đau quá. Thế mà vẫn không tỉnh à? Anh Bon Bon mau dậy đi. Dậy nhanh lên. Chạy chạy, chạy cái gì thế? Anh dậy mà ăn trứng này. Mẹ đặc biệt dặn em tẩm bổ cho anh trước kỳ thi đó. Thế mà làm anh thoát hết cả tim. Ngay lập tức. Bẻ cái mồm thôi. Bon Bon. Dạ, dạ. Dám làm vỡ bát hả? Buồn cười quá đi mất. Đúng là quýt làm cam chịu mà. Con rành con, dám hãm hại mình. Hãy đợi đây. Ngày hôm sau. Anh trai ơi. Anh trai. Chắc cả mình. Cái gì? Anh trai yêu quý chỉ hộ em bài này với. Hả? Sao vậy chị? Em không biết làm. Tự làm đi, tao đang ngủ. Em không làm được mới phải nhờ anh chứ. Đâu? Bài đâu? Dạ dạ, bài đây ạ. Có cái phép tính dễ như ăn kẹo thế này mà không làm được à? Thế anh làm hộ em đi. Đi học đầu để đâu? Có chú ý nghe giảng không hả? Tí tầm anh mẹ, cái tội ham chơi lười học lại còn léo mép. À, anh mắng em.
ức lắm hay sao mà khóc? Tại răng em bị lung lay, sắp gãy đến nơi rồi nên không tập trung làm bài được. Cái răng bị lung lay á? Đâu, há to ra anh xem nào. Ôi trời ơi, chuẩn bị, đợi ơi ở lại, răng đi nhé rồi, sắp đụng rồi đây. Không biết đâu. Nên, để anh nghĩ cách. Đợi anh tí, anh đi về liền. Ôi. Lỗi kỹ thuật. Mẹ tao đang ở nhà. Này, qua nhà tao nhanh lên, có việc gấp. Mẹ tao không cho đi đâu. Mày có biết đường sinh à, nhanh lên, Amanda xảy ra chuyện gấp. Ok. Mẹ ơi, cái gì? Mẹ cho con đi chơi nha. Nhanh nhanh, đi thôi mày. Ok luôn. Nhện, mẹ tao đây. Thành nhện đâu rồi? Đường này, đường này. Còn với chả cá. Ui, cái đầu của tôi. Quả bưởi chết tiệt này. Ôi da, đau quá. Amanda, anh nhện có cách nhổ răng hay lắm mà không đau đâu. Em chả tin, em đợi mẹ. À, về cho đi bệnh viện cơ. Đi bệnh viện á? Bác sĩ cầm cái kìm to như này này, nhổ hết cả hàm em luôn. Sợ vậy á? Nhưng anh nhện chỉ cần vuốt nhẹ sợi chỉ và đếm đến 5 giây là răng tự động nó rơi ra. Có thật không đấy? Hay là các anh lại mồm điêu? Anh thề, anh mà nói điêu á, anh là con cún. Gâu gâu, nhè, yeah. Đúng. Gâu. Phải uy tín đấy nha. Để anh buộc dây vào nào. Bây giờ nhắm mắt lại để anh với nhện làm ảo thuật nha. Bạn ơi. Ok. 2, 3, vô. 2, 3, kéo. Kéo mạnh lên nào. Cái lưng tôi. Amanda nó cắn đứt chỉ rồi. Anh dám lừa em à? Hóa ra là anh chọn cái chết. Ừ, bình tĩnh đã. Anh đứng lại cho em. Từng, nghe anh giải thích đã. Không phải giải thích. Anh có đứng lại không? Còn lâu nhé. Lê. Anh em chắc có bền lâu. Nhện ơi cứu tao. Anh trai, nhìn này, em gãy răng rồi này. Đâu, ảo thật đấy. Mày đúng là mình đồng da sắc mà. Lần sau răng lung lay, em cứ ngoạm nó một cái, đảm bảo rụng ngay. Chuẩn luôn. Ngày hôm sau, há miệng ra nào con gái. Wow, cháo mẹ nấu ngon quá đi à. Nào, miếng nữa nào. Ôi, thơm thế. Ngon quá. Nhum nhum nhum. Mẹ, cho con ăn thử một miếng với. Cháo là của em, tất cả là của em, anh đừng có mơ. Cho con miếng. Mẹ, con cũng muốn ăn cháo. Thôi, để bụng lát ăn cơm con nhé. Biết thế, còn lâu anh mới nhổ răng cho mày. Có phải anh nhổ đâu, em tự cắn mà. Con nhóc đáng ghét. Học nhanh còn đi ngủ. Sao bài này khó thế nhỉ? Như nào ta? À! Ôi trời ơi, gì mà đen thế? À, ngày gì mà su cà na quá vậy trời. Anh bên bên ơi, đi chơi. Cái gì đây? Hôm nay anh trai của em giống con chó mực thế. Mày nói cái gì cơ? Dám bảo anh mày là con chó mực á? Ra kia. Đi học nhớ ngoan con nha. Ơ, mấy giờ rồi mà ông tướng còn ngồi đây? Mẹ ơi, con cũng bị sâu răng rồi. Đúng là nghiệp quật không chừa một ai. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Giảm trèo anh à. Thôi, nay con đau răng thì mẹ cho nghỉ một buổi. Giờ con ở nhà ngoan nhé. Mẹ đưa em đi học rồi về mẹ nấu cháo cho nha. Dạ vâng ạ. Chúng ta đi thôi. Leo, em đi học đây. Mẹ và em đi nha. Yeah. Tự do muôn năm, nghỉ học muôn năm. Đau răng
tay gọi đây. Ui mẹ, không thể tin nổi. Con đang làm cái trò gì vậy hả? Dạ con. À, con đang tập thể dục để quên đi cơn đau răng đấy mẹ ạ. À, ui đau quá mẹ ơi. Thế à? Thôi thay quần áo đi, đi ra đây với mẹ một lát nhé. À mẹ ơi, đi ăn gà rán hay là bún đậu mắm tôm thế mẹ? Đi nhổ răng con ạ. À, nhổ cả hàm luôn. Cả hàm à? Toàn rồi. Cả hàm. Đi thôi nào. Không, con xin lỗi, mẹ đừng tìm con. May mà mình chạy kịp. La la la. Em đợi anh ở đây từ chiều. Ôi, siêu nhân à. Một mình mày mà đòi đấu lại anh á. Thế hả? Cái gì? À, mẹ. Không thoát được đâu con trai. Mẹ nói vậy là sao ạ? À? Sao con dám nói dối mẹ? Con có biết mẹ đau lòng như thế nào không? Ôi mẹ ơi, con biết lỗi rồi ạ. À, đã đến lúc con phải trả giá cho hành động ngu ngốc của mình rồi. Đừng mà mẹ ơi. Mẹ con mình lên. Mẹ đừng làm thế mẹ ơi. Con biết lỗi rồi. Lần sau con không dám như vậy nữa đâu. Ui da, đau quá. À, đi về ngay. Đáng đời, leo leo. Tới cái kẹo mút này. Cho tôi ăn với. Còn lâu nha, leo leo. Đừng có chạy, đợi tôi với. Đố cậu đuổi được tớ đấy. Đứng lại. Sao rồi đây cả? Cô mùi đến rồi, hành động thôi. Lấy đi này. Ôi da, anh có sao không đại ca? Đầu của tao. Anh kia đi đứng kiểu gì vậy hả? Em gái, em không sao chứ? Để anh đỡ em vậy. Ít ra phải như vậy chứ. Cậu có sao không? Đau quá. Ăn phải dưa bở à. Đưa cây kẹo mút đây. Nhanh lên. Còn lâu. Đừng có mà mơ. Mở đây mà húp. Leo leo cái đồ to đầu còn mắt đàn trẻ con. Cái gì? Ơ đại ca. Nó nói đầu đại ca to kìa. Rành con này. Yeah. Cái gì cơ? Đầu đại ca tao xinh xắn nhỏ nhắn thế này mà còn chê à? Thằng kia. Mày đang làm cái quái gì vậy hả? Ra kia đứng. Bây giờ có đưa kẹo không? Không. Không đưa đây thì chúng mày biết tay tao. Đáng sợ quá. Đừng lại gần đây. Ui. Cái gì đây? Đứa nào dám cho tao uống coca một cách thô tục thế? Chính là tao đó. Chu choa, đẹp trai quá. Đây chính là anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết ư? Xin lỗi hai bạn nhỏ này ngay. Trong từ điển của tao không có từ xin lỗi. Từ xin lỗi à? Đại ca ơi, trong từ điển có từ xin lỗi mà. Đây này. Mẹ cái thằng này. Ăn gì mà ngu vậy hả? Đại ca bảo không có. Em giúp đại ca tìm còn gì. Đáng đời mà, leo leo. Bọn ngốc. Xem đây. À, Chu Minh à, cứu. Hả? Đại ca. Còn không mau biến đi. Dạ. Chúng ta chuồn thôi đại ca. Nhìn kìa, buồn cười quá đi mất. Thôi, hai người bảo trọng nhé, tạm biệt. Cảm ơn anh, tạm biệt. Tỉnh lại đi bà ơi, thôi đi về. Cứ từ từ. Em về nha. Ôi trời ơi, đúng là bệnh mê trai đầu thai cũng không hết mà. 1, 2, 3, 4. Thôi chết, con nhỏ Amanda nó về. Giấu ngay còn kịp. Con về rồi đây. Này, anh Bảo, mẹ cho mỗi một thỏi kẹo. Anh em mình ăn chung đi. Cho anh ăn cả đấy. Hả? Mình có nằm mơ không? Ây dù, đau đau. Hôm nay lợn lại chê cám cơ á. Không ăn thì mình xin. Anh
Nhện à, anh Nhện ơi. Không biết giờ này anh ấy đang làm gì nhỉ? Không biết anh ấy có nhớ mình không? Ê, này, alo. Con này hôm nay nó làm sao thế nhỉ? À, có cát. Đùi gà ngon thế nhỉ? Thơm chưa, thơm chưa? Khoan, hoàng tử của lòng em. Ấy, đùi gà của anh chứ. Anh dám phá vỡ giấc mộng của em. Ê, cái đồ xấu xa này. Hai đứa này, anh em thương nhau tí đi. Suốt ngày chỉ cha chỉ chóe, đau hết cả đầu. Ăn nhanh đi nhá. Dạ vâng ạ. Ngày hôm sau. Ôi, sao lại chia tay? Mẹ ơi, con dẫn bạn về chơi này. Vào đi, vào đi. Ôm ào quá không để em xem tivi à. Ngồi đây đi. Tí ở lại ăn cơm nha. Mẹ tao nấu ăn ngon lắm á. Ừ. Ơ, chào em nha. Hả? Anh Nhện à, tóc mình. Ê, đừng nhìn, đừng nhìn. Ôi da, xấu hổ quá đi mất. Đó là em gái tao, một con dở hơi chính hiệu luôn. Đây là bạn mà con nói à, Bon Bon? Dạ, thưa mẹ, đây chính là bạn Nhện Thần Đồng, mới chuyển đến lớp con ạ. Cháu chào cô. Thần Đồng á? Dạ vâng, cháu xin giới thiệu với cô. Đây chính là bộ sưu tập giấy khen của cháu. Mời cô và bạn thưởng thức. Ui, nhiều thế này cơ á. Wow, cứ phải gọi là đỉnh của job. Cái tivi này lại dở chứng rồi đấy. Cô cứ để cháu à. Đấy, xong ngay. Ngoài, bạn tôi đỉnh đấy. Ảo thật ấy. Ây da, nhìn con nhà người ta kia kìa. Cô quá khen ạ. Con nhà mình ngoài phá hoại ra chẳng được cái tích sự gì cả. Bạn của Bon Bon chất lượng cao đấy. Sau này nhất định phải làm con rể cô nha. Mẹ nói thế mà không nhìn lại con gái mẹ xem. Nhắc mới nhớ. Thế Amanda đâu rồi nha? Ôi anh Nhện, uống nước thôi mà trông cũng ngầu thế không biết. Amanda ơi. Dạ con đây. Hả? Mẹ gọi con à. Amanda đây á. Alo, chim sẻ gọi đại bàng. Bon Bon ơi, đi đá bóng không? Anh Nhện, em đi tìm anh mãi. Đi vào nhà đi, em có chuyện muốn hỏi anh. Đi. Mẹ ơi, hôm trước mẹ bảo anh Nhện làm con rể mẹ đúng không? Ừ, sao con gái? Mẹ, mẹ cho tụi con cưới liền đi. Cưới ngay và luôn được không mẹ? Cái gì cơ? Cưới à? Em nói gì vậy? Cái đồ vào rừng mơ bắt con tưởng bở. Ui giời ơi, cái loại bắt mũi còn chưa sạch mà đòi kết với chả hôn. Ý trời. Anh. Mẹ ơi, bọn con đi đá bóng đây. Đi thôi bạn ơi. Ở đây mà kết hôn. Đồ đáng ghét. Con không chịu đâu, không chịu đâu. Mẹ ơi, mẹ ơi, cho con lấy anh Nhện đi mà. Lấy anh Nhện, lấy anh Nhện cơ. Con nhỏ này, đừng có nói bậy nữa. Đi học ngay cho mẹ. Đi. Rồi con sẽ cho mẹ biết thế nào là quyết tâm theo đuổi tình yêu. À. Vài ngày trôi qua. Mẹ ơi, cho con cưới. Cho con cưới đi mà. Con muốn lấy anh Nhện. Lấy anh Nhện cơ. Cho con cưới đi mà. Xem đây. Anh Nhện này. Anh Nhện này. Kêu tiếp đi. Anh. Làm sao đấy? Này, dậy đi. Đừng diễn nữa, diễn dở ẹc à. Anh ăn đây. Thôi được rồi. Bài kiểm tra lần tới mà con được 10 điểm thì mẹ sẽ cho hai đứa đính hôn. Hurra, thành công rồi. Yêu mẹ nhé. Ơ nhưng mà đính hôn là gì? Gì vậy trời? Để thực hiện ước mơ lấy được anh Nhện như lời mẹ nói,
Amanda đã không màng ngày đêm, khổ luyện học tập chăm chỉ, quyết tâm đạt điểm 10 trong lần kiểm tra tới. Một thời gian sau, con gái về rồi đấy à? Mẹ, con được điểm 10 bài kiểm tra nè, con được điểm 10 rồi, mẹ tổ chức lễ đính hôn cho con đi nha. Được rồi, 1, 2, 3, chụp nào. Buổi lễ đính hôn của anh Nhện và chị Amanda xin được phép bắt đầu. Xin mời cô dâu và chú rể tương lai tiến vào. Chúc mừng. Mỹ còn trẻ, Mỹ chưa muốn lấy vợ. Cô chú anh chị ơi, làm ơn giúp em với ạ. Hả? Làm ơn làm phước giúp cháu với. Tiền thì anh không thiếu. Đây, cho em này, nhưng nhiều thì anh không có đâu nha. Em cảm ơn ạ. Cũng gì và này nọ đấy. Để xem nào. Chú cá mẹ ơi, nhiều tiền quá đi. Ui, cao thế cơ chứ. Hay, mệt quá. Lucky, là em đến chơi với chị đúng không? Lucky, go. Cáo cho tiền này bằng lá cây đã. Còn bây giờ thì nó là của mình. Nè, Amanda, chị định cho em tiền à? Bác của em đây, cho đi. Úi giời, có mà cho cái nịch này, có muốn hợp tác làm giàu không? Em nghe giọng của chị là đã thấy không uy tín rồi, em không làm đâu. Hả? Dám chơi gì đây không uy tín à? Này thì... Không này. Đau quá, mỏi của tôi. Không còn nữa nào. Ôi lại ông đi qua lại bà đi lại, làm ơn hải. Có tiếng bước chân. Anh chị làm ơn thương xót bọn em với. Chân em thì bị què, còn em thì bị mù. Này, mù thật à? Anh ơi, anh cho em xin ít tiền. Sao lại đáng thương thế này? Nè, chân có què thật không đấy? Để xem nào. Giờ 1m2, 10 thằng nói dối. Em nói dối anh làm cái gì? Tao vẫn chưa tin, phải thử đã. Quẩy lên anh ơi. Trời ơi, thế là què thật à? Đây, cố gắng nhé bạn ơi. Đây, cho cả em nữa này. Để xem được bao nhiêu nào. Đây nào, của này đây. Cứ như này mà mấy chốc mà giàu chứ. Thời tiết hôm nay nóng quá đi. Nhìn cái đã thấy toát ra một tiền rồi. Con lợn béo đi rồi. Này, khóc đi. Phải có cảm xúc mới khóc được chứ. À, hiểu rồi. Muốn cảm xúc thì có cảm xúc nè. Vì thứ điều này thì chị đấy nằm trong tầm tay. Đau quá. Thế giờ đã có cảm xúc chưa em? Dạ rồi. Chuyện gì vậy? Ôi, ôi da đau quá. Đây, cầm lấy đi. Cầm lấy tiền rồi đi bệnh viện đi em nhé. Các em phải nhớ đi bệnh viện nha. Tiền của tao. Mau trả tiền lại cho tao. Què pha ke à? Này em gái, sao lại ôm lá cây vậy? Tiền của mình đâu nữa cả. Tình hình đang đáng ghét. Đứng lại mau, trả ngươi nè. Tưởng thế nào, trốn người bắt được ta. Ui dạ. Cái này người ta gọi là nghiện quật đấy. Dám lấy tiền của ta này. Ngươi đừng hòng thoát. Đau quá. Ui dạ. Hãy xem đây. Chạy đâu cho khỏi nắng. Trời, mày quá. Vua né nha. Mày chắc chứ. Chịu hồi thân chưa? Nào, đến đây. Tiền của ta. Giơ tay lên. Này, nhìn đi. Cháu không biết gì đâu ạ. Cái này là của mày mà. Của mày. Của mày. Dừng lại. Cô cảnh sát,
chính con bé này lấy tiền của em này, hai đứa này nó lấy tiền của em này đó, chính là nó đó. Tôi hiểu rồi. Thôi thế là xong rồi. Ok, chuẩn bị nhé. Được rồi. 3, 2, 1 kéo. À! Ôi da. Yes. Ôi, sao mà nặng thế? Cô ta ngất rồi. Hành động mau. Những thứ này sẽ là của ta. Này, các người đã làm cái gì thế hả? Không phải chuyện của các người, biến đi. Ôi là nước ơi, giang hồ hiểm ác không bằng mạng lắc bất thường. Gọi ngay cảnh sát cho nóng. Cảnh sát ư? Toan rồi. Mời anh tường trình lại câu chuyện. Chị, ra đây, em biết chị cái dây nha. Chị mà đeo chiếc vòng này cứ phải gọi là đỉnh của chớp, không ai đẹp bằng chị luôn. Thế cơ à? Em đảm bảo 100% luôn. Còn chuyện vừa nãy, việc chị không thể giải quyết bằng tiền thì sẽ giải quyết bằng rất nhiều tiền. Chị xin nhé, mọi việc cứ để chị lo. Chị cảnh sát, tên tội phạm đã làm hại cô gái kia chính là hắn. Không phải tôi, chính mắt tôi đã chứng kiến sự việc. Cô phải bắt hắn ngồi tù một gông cho sáng mắt ra. Không, tôi bị oan mà. Mời anh theo tôi về trụ sở. Bố cháu bị oan mà, tạ bố cháu ra. Bố. Tốt lắm, cảm ơn chị nha. Tạm biệt. Chúng ta đi. Không, bố ơi, bố bị oan mà. Bố ơi. Ui da, đau quá. Trung tâm huấn luyện điệp viên, nhất định mình phải trả thù bằng mọi giá. Ôi trời ơi, trong buồn cười chết đi mất. Tiến sĩ. Hả? Cậu là ai? Cháu đến đây để... Làm cái gì đấy? Dạ, cháu đến đây để bái sư học nghệ ạ. À? Ôi, cứ tưởng có súng. Sư phụ, xin hãy giúp con trả thù. Ôi, đã làm gì đâu mà khóc chứ. Sư phụ, hãy giúp con. Ôi chào, thằng bé đáng thương quá, khiến ta cũng phải khóc theo. Thôi được rồi, đứng lên đi, ta sẽ giúp con. Sư phụ. Chị ông, nào, chị bay đi đâu? Làm cái gì mà chậm chạp như rùa thế hả? Con không biết cách nào chạy nhanh, từ bé tới giờ con toàn chạy như vậy. Được, để ta. Nhanh, nhanh cái chân lên. Quay lại đây, nhanh lên. Sư phụ, cứu con. À! Thế mới là học trò của ta chứ. Khá lắm. Sư phụ, mệt quá. Về muộn là không được ăn cơm đâu đấy. Cơm ư? Để con với sư phụ. 3 ngày sau. 97, 98, 99, 100. Sư phụ như này đã được chưa ạ? Chưa được, để sư phụ giúp con. Nào hãy đáp lại ta, có sức khỏe là có tất cả. Không sức khỏe là không. Ta lại phải ra tay rồi. Sư phụ, người làm gì thế? Nào, 1, 2, 3. Phải thế chứ. Ôi trời ơi, thối thế. Cố lên. Một thời gian sau. Hãy xem ta đây. Giỡn cả mình. Còn non và thanh lắm. Nhìn sư phụ mà học tập này. Ta chỉ là mẫu lần này thôi đấy. Quá tuyệt vời. Bắt lấy. Nào, đừng nói lên. Anh ơi. Hả? Em ở đây. Nhìn tên kia kìa, đúng là tưởng bẩn. Quê chưa con? Đúng là chết vì gái là cái chết tê tái mà. Con biết lỗi rồi sư phụ. Sư phụ ơi, mưa to thật đấy. Nay ta sẽ truyền cho con bí kíp võ công cuối cùng. Đó là gì vậy sư phụ? Hãy đánh thức con quái vật ngủ quên trong chúng ta. Là sao ạ? Đợi xem. Trời đất quỷ thần ơi, thiệt phải ông mặt trời. Sư phụ dạy con đi ạ. Được, hít vào thở ra.
Thế này thì hỏng, quá hỏng. 5 năm sau. Tốt lắm, bây giờ ta sẽ trao cho con một bảo bối. Đây, cầm lấy. Con cảm ơn sư phụ. Nhớ lúc nào nguy cấp mới được mở ra biết chưa? Chúng ta sẽ đi vào từ hướng này. Từ hướng này chứ, hướng này. Nope. Mày ngu. Nghe đây này, đi đường như thế này thì mới cướp được chứ. Sau đó thoát hướng này, rõ chưa? Ok, ok. Có vẻ là bọn chúng đang bàn kế hoạch cướp ngân hàng. Tất cả đứng yên, cướp đi. Chúng ta vào to rồi. Bọn chúng đã cướp ngân hàng rồi sao? Nè, mở túi ra tao xem đi nào. Wow. Đã đến lúc dùng đến bảo bối này rồi. Những lúc nguy hiểm hãy gọi cảnh sát. Sư phụ thật sáng suốt. Alo, cảnh sát hả? Có cướp. Trong lúc đợi cảnh sát đến, hãy nếm thử mùi súng cao su thành công của ta đây. À, đau quá. Cái thằng ngu này. Nhặt lên, nhanh lên, không lộ hết bây giờ. Các người đã bị bắt. Giơ tay lên. Theo tôi về đồn. Cuối cùng thì các ngươi cũng phải trả giá cho tội ác của mình rồi. Chúc mừng anh đã được tự do. Cảm ơn cô. Bố ơi, con đây mà bố. Ôi, con trai. Bố ơi, con nhớ con lắm. Trong hai bố con họ thật là hạnh phúc. Trong một khu rừng nọ. Đi hướng này nhìn ơi. Trời đất quỷ thần ơi, rừng gì mà u ám như trong phim ma thế này. Đáng sợ quá. Đợi tao với. Ui da. Cậu đi thế à? Để xem đi lối nào nhỉ. Wow, thiên đường là đây rồi. Đứng dậy đi, nhanh lên. Mau đi theo tớ. Wow. Chúng mình đến nơi rồi. Let's go. Có ai ở nhà không? Sao không thấy ai trả lời nhỉ? Nơi khỉ họ cọ gáy này thì ai trả lời? Cũng đúng, mình vào trong đi. Còn có rất nhiều bánh kẹo nữa này. Ngôi nhà này là của chúng ta. La 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 la. Nhìn đâu rồi? Tôi phải thả hết đống bánh kẹo này về nhà bằng nổi giá. Mình cũng vậy. U là trời, thơm quá. Nào các bé kẹo, theo chị về nhà nha. Ô la la, món tủ của mình đây rồi. Cái gì đây? Đây là gì vậy nhỉ? Hạnh ơi, tớ nhặt được một viên ngọc rồng này. Ngọc rồng á? À! Nhìn cậu tấu hài thế. Đáng đần cái đồ hay ăn nha. Cậu có đưa viên ngọc rồng đây không? Ngồi đấy mà mơ nha. Cái này tớ thấy trước thì là của tớ. Mau đưa viên ngọc đây. Tớ sẽ ăn kẹo này để có sức mạnh vô địch thiên hạ. Nani? Thế này thì còn làm ăn cái gì được nữa. Bán đời cái đồ xấu xa. Đây, phần cậu hết. Trong khi Nhện và Hạnh còn đang mãi chạnh chọe nhau thì ở dưới đất, một mảnh vỡ của viên ngọc đột nhiên lóe sáng. Ồ, nhìn đằng sau lưng bà kìa. Đằng sau làm sao? Trời ơi, quái vật gì xấu quá vậy nè. Xin tự giới thiệu, ta chính là chủ nhân của ngôi nhà này. Ta chuyên đi trừng phạt những đứa trẻ hư đủ vào nhà người khác mà không xin phép. Kìa rồi. Chạy ngay đi. Nhanh lên nhẹ. Hey! Muốn chạy sao? Không. Chuyện gì thế này? Đừng lại đây. Không.
quá muộn rồi, những đứa trẻ hư đốn này. Chết rồi, nhện đã bị biến thành người tí hơn. Chỗ của người đây. Mau thả tôi ra, thả tôi ra. Các người hãy đợi đấy, ta sẽ biến tất cả loài người xấu xa thành zombie. Các ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta. Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Loài người đã biến thành zombie rồi, và ta chính là chủ nhân của trái đất này. Cuối cùng ta cũng chờ được ngày này rồi. Ôi trời đất, cửa cho cậu. Mau ra đây, nhanh lên. Chết, bị phát hiện rồi. Có giỏi thì đuổi đi nè, đồ xấu xa. Leo leo. Đừng tưởng hổ không gầm là rừng xanh vô chủ. Leo leo, đồ phù thủy xấu xí. Dám chọc tức ta. Đáng sợ quá. Ta sẽ cho các người biết thế nào là sức mạnh của phù thủy. Ôi xa. Vẫn trượt tưởng thế nào. Mèo 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 mèo. Leo leo. Xem đi, người xứng đáng phải trả giá. Ôi không, Hạnh, mau chạy đi, nguy hiểm lắm. Yeah. À. Go. Nhìn ơi, Hạnh, cuối cùng ta cũng cứu được cậu rồi. Thôi, chúng ta